Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Jessie Nguyễn. Trong video sắm đồ ở Mỹ, Jessie đã tiết lộ về học Hyper ở Mỹ như thế nào. Tuy nhiên, các bạn có thắc mắc rằng một ngày của Jessie học Hyper sẽ như thế nào không nè? Hôm nay Jessie sẽ chia sẻ với các bạn một ngày học Hyper ở Mỹ nhé. Nào, bắt đầu video thôi, let's go! Jessie đang lái xe tới trường cao đẳng cộng đồng của mình. Hiện tại đồng hồ trên em xe mình là 10 giờ 30 phút sáng của tiểu bang Bắc Carolina. Thời gian từ nhà Jessie lên trường tầm khoảng 40 phút lái xe, và trụ sở chính trường nơi Jessie học nằm ở trung tâm của thành phố Charlotte. Trong lúc lái xe, Jessie sẽ trò chuyện với các bạn về các múi giờ ở Mỹ và giải thích lý do tại sao nước Mỹ có nhiều múi giờ đến thế. Nước Mỹ có tất cả 9 múi giờ khác nhau nha cả nhà. 9 múi giờ này bao gồm 4 múi giờ chuẩn và 5 múi giờ tùy theo tiểu bang bạn sinh sống thêm vào. 4 múi giờ chuẩn đó là PT, Pacific Times, MT, Mountain Times, CT, Central Time và ET, Eastern Time. Các múi giờ này phụ thuộc vào địa hình trái đất lẫn 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Tiểu bang Jessie hiện đang sống nằm ở khung giờ ET Eastern Time. Còn về mặt ý nghĩa của PT, MT, CT và ET sang tiếng Việt dịch chính xác là gì thì Jessie cũng không rõ cho lắm. Jessie mong cả nhà thông cảm, hì hì. À, rất nhiều người hỏi Jessie rằng Mỹ và Việt Nam cách nhau bao nhiêu tiếng. Thì Jessie xin trả lời rằng Mỹ và Việt Nam cách nhau khoảng từ 12 đến 15 tiếng tùy theo tiểu bang bạn sinh sống ở Mỹ. Nãy giờ Jessie trò chuyện với cả nhà, Jessie cũng vừa mới đậu xe trên trường xong. Bây giờ Jessie sẽ quay lại với chủ đề chính video hôm nay. Hẳn cả nhà sẽ hỏi tại sao hôm nay Jessie lại lên trường đột xuất đến như vậy khi bên Jessie vẫn còn dịch Covid. Lý do là Jessie có một lớp bắt buộc phải lên trường hôm nay. Phần khác, Jessie có nhiều câu hỏi cho giáo sư về bài luận. Đây cũng là lần đầu tiên Jessie lên trụ sở chính của trường Jessie để học. Lớp học của Jessie sẽ bắt đầu 30 phút nữa và Jessie sẽ tranh thủ quay cảnh bên trong tòa nhà Jessie học cho các bạn xem nhé. Jessie đang đứng ở lầu 3 của tòa nhà Levin's Technology. Tòa nhà này bên ngoài nhìn rất đẹp và cổ kính, nhưng bên trong cũng vô cùng hiện đại luôn. Mỗi tầng của tòa nhà các bạn sẽ bắt gặp những tấm bảng để giãn cách xã hội. Bình thường á, nội thất trong hành lang này đâu người qua lại, lẫn không có keo dán màu vàng đâu nha các bạn. Vì dịch bệnh đang bùng phát quá chừng cho nên trường mình để những cái keo dán đó để báo động cho các sinh viên và giáo sư không được ngồi lên. Jessie mới chợt thấy rằng mỗi tòa nhà của trường này đều có máy bán đồ ăn, nước uống, di động hay một nhà hàng thức ăn nhanh dành cho sinh viên và nhân viên của trường. Đối diện với hành lang này, bạn sẽ thấy một tòa nhà bãi đậu xe dành cho nhân viên trường và sinh viên nơi đây. Đến giờ Jessie vào lớp rồi, Jessie sẽ quay lại sau với cả nhà nhé.
lớp học diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ và xuân sẻ vô cùng cả nhà. Jessie không được phép quay cảnh lớp học trên trường ở Mỹ như thế nào. Tiếc ghê, các tình yêu ơi. Sinh viên trong lớp Jessie cũng hạn chế đến lớp vì họ cũng sợ lây em COVID. Ngày đầu tiên lên lớp lại nên Jessie cũng không làm quen bạn mới nào hết. Jessie rất vui khi Jessie có một thầy giáo sư vô cùng nhiệt tình với sinh viên. À, Jessie đang lái xe và Jessie mời cả nhà xem trong lúc Jessie lái xe nghe. Khi Jessie về đến nhà, Jessie đã lao đầu mở máy tính lên học tiếp lớp kế tiếp luôn. Từ ngày Jessie học online, Jessie luôn luôn mở vô Google và vô Gmail để kiểm tra thư từ các giáo sư giao bài tập cho mình hay mấy cái sự kiện trong trường. Jessie mời các bạn xem qua cái Gmail này nhé. Bây giờ Jessie sẽ mở tab tiếp theo. Trong tab này có hai trang web Jessie hay dùng, đó chính là Blackboard và AdReady của trường để Jessie học. Mỗi khi vô Blackboard, Jessie lại đăng nhập username và password vô, sau đó Jessie sẽ kiểm tra cái thông báo của giáo viên thêm một lần nữa. Nếu mà Jessie có miss cái assignment nào thì Jessie sẽ nhấn vô open để xem rõ tình hình. Các bạn nhìn bên trái màn hình, các bạn sẽ thấy Announcement, Course Info, Instructors, Coursework, Class Check-in, Webex, Recording, Resource và những thứ khác nữa trên thanh tab này. Đây chính là nơi các bạn có thể xem điểm mà giáo sư chấm bài và điểm của Jessie từ đầu tháng tới giờ này cả nhà. Cuối cùng, Jessie sẽ log out khỏi Blackboard và sang một trang web mới, chính là AdReady của trường. Này log in, Jessie không cần bỏ email hay password mà Jessie sẽ trực tiếp log in bằng cái Gmail của trường luôn. Các bạn chờ chút nhé. Khi vô được AdReady thì Jessie sẽ bấm vào quy lam lớp toán của Jessie để Jessie hoàn thành tất cả các bài học của hôm nay mà Jessie missing. Và Jessie sẽ log out nếu mà Jessie hoàn thành xong. Tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. À, trước khi Jessie hay, các bạn hãy cho Jessie một lượt like, share, comment và subscribe dưới kênh của Jessie Nguyễn. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở các video kế tiếp. Peace!